Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thống Nhất đã long trọng tổ chức lễ viếng đền thờ liệt sĩ. Tại lễ viếng, lãnh đạo huyện cùng cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang đã thắp những nén nhang thơm trên bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ nhằm thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với công ơn vô cùng to lớn của Bác Hồ, các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh bệnh binh và các gia đình có công với cách mạng, cùng toàn thể đồng bào chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Phát huy truyền thống đó, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Thống Nhất luôn ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp văn minh.